câu chuyện đổ ô tô thiếu ý thức, không đúng chỗ ăn khiến cho mái ấm gia đình người khác vất vả trong những công việc hoạt động và sinh hoạt không hiếm. Có hàng tá trường hợp đến chủ nhà còn chẳng ra ngoài nổi chỉ vì có một chiếc xe vô duyên đổ bên ngoài. Chắc chắn, mái ấm gia đình nào gặp gỡ chuyện ấy cũng bực tức cực độ. Mới đây, một chiếc ô tô bị xịt sơn đen hai chữ gây xôn xao trên mạng xã hội. Theo đó, chiếc xe này đã đổ trước cửa một căn nhà bên đường. Chiếc ô tô bị viết chữ lên sườn. Chiếc xe bị trừng phạt bằng hai chữ to tướng, đen thui anh choáng hết một bên sườn xe. Nhìn chiếc xe trắng hiện tại thật xấu xí, anh bền những người chủ sở hữu của nó sẽ tiêu hao một khoản khá để đi tân trang, sơn sửa lại. Dân mạng đã tranh cãi nhiều trong trường hợp trên. Nhiều người cho rằng nhà bị đổ xe chặn cửa là sốt kinh doanh. Vì khó tính nên chúng ta đã giải quyết và xử lý theo cách mạnh tay. Số khác cho rằng dù sao cách hành xử kiểu này là không gật đầu nổi. Người xịt sơn đã vi phạm luật trong trường hợp này phá hoại gia sản của người khác.